chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cù, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bận tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Ngài yêu con
đã chọn con. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta họp nhau tham dự nghi thức nhậm chức của cha Giuse Nguyễn Đức Huy, tân chánh xứ giáo xứ Bảo Quang. Cùng với ngài, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và khẩn xin Chúa chúc phúc cho ngài, cho sứ mạng mới của ngài và cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Khi vâng phục Đức Giám mục giáo phận về nhận giáo xứ, linh mục được chính Chúa Giêsu tín nhiệm ủy thác cho ngài đoàn dân thánh này, để ngài yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt họ ngày càng tiến tới trong phẩm chất môn đệ Chúa Giêsu, trở nên những con cái yêu dấu của Thiên Chúa nhờ thi hành ba tác vụ: giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo. Khi thi hành tác vụ giảng dạy, xin cho ngài dạy điều mình tin và thi hành điều mình dạy, để lời Chúa nên như ngọn lửa nóng bỏng trong trái tim ngài, khiến lời rao giảng của ngài luôn tuôn trào từ một kinh nghiệm sống đức tin sâu xa, và đời sống ngài trở nên một lời rao giảng sống động, đầy sức đánh động khoán cải nhiều tâm hồn. Khi thi hành tác vụ thánh hóa, xin cho ngài rập đời sống mình theo khuôn mẫu mầu nhiệm của Thánh Giá Chúa, để các cửa hành phụng vụ của ngài mang đầy bầu khí đức tin, giàu sự linh thánh và có sức thánh hóa và đổi mới đời sống hàng ngày của dân Chúa. Khi thi hành tác vụ lãnh đạo, xin cho ngài rập đời mình theo mẫu gương của Đấng đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Hầu cuộc đời của ngài luôn là hiện thân sống động của Chúa Giêsu giữa dân thánh. Xin cho cha tân chánh xứ luôn đầy tràn Chúa Thánh Thần, để ngài hân hoan bước đi trước dân thánh với gương mẫu đức tin sống động, hầu có thể khơi lên trong trái tim nhiều người ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu đã mang đến thế gian và hằng mong muốn lửa ấy bùng lên. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ để đón rước cha quản hạt đại diện Đức Giám mục, cha tân chánh xứ và đoàn rước. Này, chúng ta cùng hiệp lòng với cha quản hạt để khẩn xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con biết để cho thần khi hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Công bố văn thư bổ nhiệm. Khởi đầu nghi thức, Cha Tân Chánh Sứ trình lên Cha Quản Hạt văn thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giáo Phận để được công bố. Qua Đức Giám Mục, chính Đức Kitô và Mẹ Hội Thánh đã ủy thác cho Cha sứ mạng phục vụ cộng đoàn này. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em đang hiện diện ở đây hôm nay. Trước hết, tôi xin kính truyền lời chia sẻ niềm vui của Đức Giám Mục Giáo Phận đến cho tất cả mọi người khi Ngài bổ nhiệm Cha Tân Chính Sứ cho Giáo Sứ Bảo Quang. Theo chương trình thì Cha Tân Chính Sứ đã về đây trước mùa dịch, nhưng vì hoàn cảnh đại dịch Covid, Ngài không thể về được như dự định. Và hôm nay, khi Cha Quản Hạt, Tân Quản Hạt Long Khánh chưa về nhận nhiệm vụ, Đức Cha đã có một thông tri ủy cho tôi thay mặt Ngài công bố văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chính Sứ. Văn thư bổ nhiệm Tòa Giám Mục Xuân Lộc số 210 đường Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam. Văn thư số 375/2021 trên Tòa Giám Mục Xuân Lộc ngày 22 tháng 5 năm 2021. Kính gửi Cha Giuse Nguyễn Đức Huy, Phó Sứ Gia Yên. Cha Giuse thân mến, Giáo sứ Bảo Quang hiện đang được Cha Đa Minh Ngô Công Sứ Quản Hạt Xuân Lộc quản nhiệm. Bởi đó, Giáo sứ Bảo Quang cần có một mục tử ở tại chỗ ngõ hầu mọi sinh hoạt của giáo sứ này được phát triển tốt đẹp. Nhận thấy cha là một linh mục luôn sẵn sàng tinh thần tông đồ, nên sau khi cầu nguyện và tham khảo ý kiến của các vị hữu trách và với thẩm quyền hội thánh dành cho giám mục giáo phận trong việc bổ nhiệm linh mục chánh sứ, tôi quyết định: một, thuyên chuyển cha từ giáo sứ Gia Yên đến giáo sứ Bảo Quang và bổ nhiệm cha làm chánh sứ giáo sứ Bảo Quang này; hai,
ủy nhiệm cho cha quản hạt thay tôi trao sứ bảo quang cho cha theo nghi thức hội thánh. Kể từ lúc đó, cha có mọi quyền lời và nghĩa vụ của một linh mục chánh sứ trong giáo phận Xuân Lộc. Xin cha sắp xếp công việc để có thể đến nhận giáo sứ bảo quang trong thời gian gần nhất. Cũng xin cha liên hệ với cha quản hạt để định ngày nhận nhiệm vụ mới. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và mọi công tác tông đồ sắp tới của cha. Thân mến chào cha, Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã ân ký. Chúng ta cùng biểu lộ niềm vui bằng một tràng pháo tay. Giờ đây đại diện cho Đức Giám mục, cha Quảng Hạt sẽ có đôi lời ngỏ với cha Tân Chánh Sứ và Cộng đoàn Giáo sứ Bảo Quang. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, thân nhân của cha Tân Chánh Sứ và phái đoàn giáo sứ cũ Gia Yên đưa ngài về đây. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng bởi vì chúng ta đưa ngài về một vùng đất mới. Đất mới nào cũng có những hứa hẹn cả. Bảo Quang là một giáo sứ mới được thành lập. Và ở giáo sứ Bảo Quang này, tất cả mọi chuyện đều mới. Từng người giáo dân, ban hành giáo, cho đến những sinh hoạt của giáo sứ, cho đến cơ sở vật chất, tất cả đều mới. Và đã là mới thì nó càng ngày càng cần phải hoàn thiện. Chúng ta đến đây như những lời cầu chúc rất tốt đẹp dành cho cha Tân Chánh Sứ. Chúng ta cảm ơn Đức Giám mục đã quan tâm đến vùng đất tông đồ này. Bảo Quang là một xã ở ngoại vi thành phố Long Khánh. Một xã dân cư đông nhưng lại cũng thưa ở thưa bởi vì đất rộng. Xã này trước năm 1975 là một vùng đất gọi tên là vùng cách mạng. Và sau năm 75 thì là một vùng đất chúng ta gọi tên là một vùng kinh tế mới. Và gần đây là một vùng đất chúng ta tạm gọi là vùng đất đang hứa hẹn phát triển trong tương lai. Đất đai ở đây nên giá, người khắp nơi hướng về đây đông đảo. Đấy là những cái cho chúng ta thấy vùng đất này đang hứa hẹn cho cha chính xứ với một cánh đồng truyền giáo bao la, với những trái tim của những người thật tốt và chân thành ở đây, kể cả những người giáo cũng như những người lương. Ở trong giáo hạt Xuân Lộc, ngày xưa Bảo Quang vẫn là một xứ non trẻ, và đối với hạt Long Khánh bây giờ, Bảo Quang càng non trẻ hơn. Bởi vì với những giáo sĩ kỳ cựu chung quanh, Bảo Quang trở thành người em và là người con của tất cả những cộng đoàn đức tin gần đây. Chúng ta đặt tất cả những niềm hy vọng và tin tưởng đấy vào trong tay cha chính xứ. Để rồi ngài được một ban hành giáo nhiệt thành, ngài được một cộng đoàn giáo dân tốt lành cộng tác, chắc chắn ở đây sẽ hứa hẹn nhiều tương lai thật tốt đẹp. Như chúng ta đến đây thấy vườn tược nhà cửa xanh tươi, đất đai màu mỡ. Và rồi với cha Giuse, chúng con chào đón cha, giáo hạt Long Khánh chào đón cha, giáo sứ Bảo Quang chào đón cha, kính chúc cha bước chân tông đồ thật đẹp và bước chân tông đồ trong sự tín thác tuyệt vời vào Chúa của chúng ta là người khởi sự mọi công việc. Rồi bây giờ ngài đang cho hoàn thành những công việc đấy theo ý ngài. Xin cảm ơn mọi người cũng đã về đây, đặc biệt tất cả quý cha. Chúng con nhìn thấy nhiều khi đeo khẩu trang không phân biệt được ai, nhưng mà xin chào mừng tất cả quý cha. Cha quản hạt Gia Kiệm là bây giờ con mới nhìn ra, và tất cả quý cha xin kính chào và cảm ơn những bước chân đầy yêu thương và
quan tâm của các ngài dành cho cha chính xứ và giáo xứ chúng con. Chúng con xin hết lời. Treo dây các phép. Dây các phép biểu tượng cho quyền bính thiêng liêng của hội thánh. Nhận dây các phép là linh mục nhận lãnh quyền giảng dây, thánh hóa và lãnh đạo cộng đoàn giáo xứ với tư cách là một linh mục chánh xứ. Tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Linh mục chánh xứ sẽ thay mặt đức giám mục để hướng dẫn và củng cố đức tin cho cộng đoàn giáo xứ. Vì vậy, ngài phải tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với hội thánh, đoàn hứa truyền dạy một đức tin tông truyền vừa bằng lời, vừa bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Tôi là linh mục Giuse Nguyễn Đức Huy. Với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh tin kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xô Pilato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong lời Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã truyền dạy dứt khoát. Cũng vậy, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Tôi là linh mục Giuse Nguyễn Đức Huy. Khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ giáo xứ Bảo Quang, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, trung thành truyền đạt và làm sáng kho tàng đức tin. Thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại với kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo và cổ vũ kỷ luật chung của cả giáo hội cũng như những tuân giữ mọi điều luật của giáo hội
đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với Đức Vương Phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các đức giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách là giám quản của giáo hội. Ngoài ra, tôi sẽ vui lòng phục vụ các đức giám mục giáo phận để hoạt động tông đồ, thi hành nhân dân giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa cũng như các sát tin mừng của Thiên Chúa mà tay tôi đang chạm tới giúp đỡ tôi. Phần lãnh nhận tác vụ mục tử. Giờ đây, cha Tân Chánh Xứ sẽ đón nhận các tác vụ mà từ nay cha sẽ thi hành giữa cộng đoàn giáo xứ. Các việc mục vụ bao gồm trong ba tác vụ chính là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo. Mở cửa nhà tang, kính mời cộng đoàn đứng. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, nơi chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của hội thánh là Chúa Kitô. Ước gì nhờ việc cử hành thánh thể mỗi ngày cách đạo đức, bí tích cực thánh này thành nguồn sống nuôi dưỡng cộng đoàn lớn lên từng ngày trong đức tin, trong tình yêu với Chúa và với nhau, làm chúng ta vững mạnh trên đường nên thánh và trở nên chứng nhân nhiệt thành của tin mừng, tình yêu và hy vọng cho thế giới này. Thánh Vinh Sơn là bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy cùng hướng lòng về Ngài để tôn vinh Ngài qua bài hát dâng kính Ngài và để cầu khẩn Ngài phù trợ cho giáo xứ chúng ta qua lời nguyện lễ mừng kính Ngài. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô người đến xa xứ trần gian để được chiêm ngưỡng thân nhân người trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Dẫn đến ngồi tòa giải tội, cảm nhận sâu xa nhất nơi con người hẳn là nhận biết về thân phận mỏng giòn yếu đuối. Mang sứ mệnh giao hòa con người với Thiên Chúa và với nhau, Linh Mục Chánh Xứ sẽ thi hành tác vụ này cách đặc biệt nhất qua bí tích hòa giải. Xin cho bí tích này luôn là nguồn mạch đổ tràn bình an và sức mạnh vươn tới sự thánh thiện cho dân Chúa. Xin cho mọi người gặp được nơi đây lòng thương tha thứ của Cha trên trời, đấng giàu lòng xót thương và biết hòa giải với nhau. Ngồi vào ghế chủ tọa. Việc linh mục ngồi vào ghế dành cho vị chủ tọa trong thánh đường nói lên địa vị và sứ mạng của cha. Từ nay cha là chủ chăn của cộng đoàn giáo xứ. Cha sẽ thi hành nhiệm vụ này qua ba tác vụ giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo,
không phải bằng quyền bính, nhưng bằng một trái tim yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu. Đến tòa giảng. Cha Quản Hạt dẫn cha Tân Chánh Xứ đến tòa giảng. Nơi đây, cha sẽ công bố và giảng giải lời Chúa để dẫn dắt cộng đoàn tiến bước trong sự thật, tình yêu và hy vọng. Xin cho lời Chúa luôn được mọi người lắng nghe và đem ra thực hành, để muôn ngàn hoa trái nước trời trổ sinh trong cộng đoàn chúng ta. Ký kết biên bản. Việc làm sau cùng thuộc về nghi lễ là ký nhận biên bản để đệ trình lên Đức Giám mục giáo phận và được lưu giữ tại tòa giám mục. Chúng con kính mời cha Quản Hạt, cha Tân Chánh Xứ ký nhận biên bản. Chúng con kính mời cha Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy, đại diện Linh Mục Hạt Long Khánh và ông trưởng ban hành giáo giáo xứ Bảo Quang lên chứng ký biên bản. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Kính mời cha Quản Hạt và cha Tân Chánh Xứ an tọa. Cùng với tâm tình tạ ơn cảm ơn người, tạ ơn Chúa cảm ơn người, thay mặt cộng đoàn giáo xứ, ông trưởng ban hành giáo cũng nói lên niềm vui đón tiếp chủ chăn mới như đấng nhân danh Chúa mà đến. Kính mời ông trưởng ban hành giáo. Trọng kính cha Đa Minh Quản Hạt, quản nhiệm giáo xứ Bảo Quang, cha Quản Hạt Gia Kiệm, cha cố An Tôn Chánh xứ Gia Yên, cha cố Phêrô Chánh xứ Bảo Vinh, cha Tân Chánh xứ Giuse, cha Nguyên Chánh xứ Matthew. Kính thưa quý cha, quý thầy, dì bề trên tỉnh dòng Đa Minh Mông Tha, quý dì bà cố, quý chức ban hành giáo, quý thân nhân, ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Xin cho phép con được thay lời ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang nói lên tâm tình của cộng đoàn chúng con trong ngày hồng phúc và hân hoan này. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Tiên vàm, chúng con xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban môn hồng ân cho giáo xứ Bảo Quang chúng con qua lời bầu cử của Thánh Vinh Sơn Quan Thầy. Kế đến, chúng con xin cha Quản Hạt chuyển lời tri ân của giáo xứ chúng con đến Đức Cha Chánh Gioan, cũng như quý Đức Cha đã hết lòng yêu thương chăm sóc chúng con qua việc bổ nhiệm cha Tân Chánh Xứ Giuse đến để trực tiếp dẫn dắt chúng con trên hành trình sống đức tin. Trọng kính cha Quản Hạt cũng là cha quản nhiệm giáo xứ chúng con. Trong những năm tháng qua, thưa cha, vậy là thời gian thấm thoát đã hơn 6 năm kể từ ngày giáo xứ chúng con có được thánh lễ đầu tiên. Giáo xứ chúng con từ con số 0 đã được cha yêu thương lo lắng, chăm sóc và tạo lập cho chúng con có được một giáo xứ như ngày hôm nay. Thật là biết bao công khó của cha đã dìu dắt chúng con từ những ngày đầu tiên còn non trẻ, như một em bé tập tễnh bước đi phải có người dìu dắt tập tành.
chúng con mãi ghi lòng tạc dạ những công ơn đã dành cho cha, đã dành cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin trợ ân cha tận đáy lòng. Xin cha tiếp tục nâng đỡ chúng con trong lời khuyên nguyện và những gì có thể được như cha đã và đang dành cho chúng con. Trọng kính cha tân chánh xứ Giuse, hôm nay là ngày thật hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con được vui mừng đón chào cha tân chánh xứ Giuse. Xin cộng đoàn cho tân chánh xứ một tràng pháo tay. Chúng con xin được chúc mừng và cảm ơn cha đã vâng lời Đức Giám mục Giáo phận đến ở cùng và giúp đỡ chúng con. Vì tình hình dịch bệnh, thời gian qua cha chưa thể về nhận sứ được, nhưng cha đã quan tâm, hỏi han, động viên chúng con trong những ngày tháng qua. Thiết nghĩ đó là động lực phát xuất từ con tim mục tử và lòng yêu mến mà cha đã dành cho chúng con. Chúng con xin gắt ghi ân tình này và hứa quyết tâm vâng phục và cộng tác với cha để giáo xứ Bảo Quang ngày càng phát triển về mọi mặt như lòng Chúa mong ước. Trọng kính cha Matthew nguyên chánh xứ Bảo Quang, chúng con cũng rất vui mừng trong ngày vui mừng này. Trong thời gian tuy vắn vỏi nhưng cha đã đồng cam cộng khổ với giáo xứ chúng con. Xin chân thành cảm ơn cha. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con mỗi ngày một thăng tiến hơn. Trọng kính cha cô An Tôn chánh xứ Gia Yên, giáo xứ chúng con xin hết lòng cảm ơn cha cô đã yêu thương dìu dắt cha tân chánh xứ của chúng con những năm tháng qua. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh vừa qua, ngoài cha xứ đa minh quản hạt quản nhiệm của chúng con, ngài đã yêu thương chăm lo cho chúng con từng hạt gạo gói mì để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ. Chúng con lại được thêm cha cố với tình liên đới với cha tân chánh xứ của chúng con, cũng đã lo lắng và giúp đỡ chúng con lương thực rất nhiều. Thật là hạnh phúc cho chúng con khi được đô bên cha mẹ để yêu thương lo lắng cho chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha cố. Chúng con cũng xin chân thành tri ân quý cha phó giáo xứ chính tòa đặc trách tiền nhiệm giáo xứ chúng con. Cảm ơn quý cha đã vâng lời cha quản hạt đến đồng hành và dẫn dắt chúng con từ những ngày đầu thành lập giáo xứ cho đến nay. Những công lao vất vả của quý cha, giáo xứ chúng con luôn nhớ mãi và tri ân. Đặc biệt hôm nay quý cha cũng hiện diện để chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa cha quản hạt Gia Kiệp, cha cố Dư Phê-rô, quý cha, quý thầy, quý dì, trong tình liên đới hiệp thông với cha tân chánh xứ của chúng con, quý cha, quý thầy và quý dì đã không quản ngại, đã dành thời gian đến để chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Kính thưa bà cố, quý chức ban hành giáo các giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách, quý vị đã vì yêu thương mà hiện diện trong ngày vui đón cha tân chánh xứ Giuse về với giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Vinh Sơn Quan Thầy tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền các cấp cũng như địa phương đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi tổ chức buổi đón tiếp được tốt đẹp. Xin chúc quý vị và gia đình được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Và vì tình hình dịch bệnh nên việc tổ chức đón tiếp của chúng con còn rất nhiều thiếu sót. Mong quý cha quản hạt, quý cha cố, tân chánh xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, bà cố, quý chức, quý thân nhân, ân nhân và quý khách niệm tình tha thứ. Sau khi kết thúc nghi thức, chúng con cũng xin kính mời hai cha quản hạt, hai cha cố, quý cha, quý thầy và quý dì chụp với cha tân chánh xứ cũng như ban hành giáo chúng con một tấm hình để lưu niệm. Chúng con kính xin. Giờ đây, cha tân chánh xứ cũng dâng lời cảm ơn và chia sẻ ít tâm tình với cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang là gia đình mới của ngài. Chúng con kính mời cha.
Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha. Kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, anh em chúng sinh. Kính thưa quý cố thân nhân, ân nhân trong gia đình Liên Tông huyết tộc. Kính chức ban hành giáo các giáo xứ và quý ông bà anh chị em. Xin cho con mượn giây phút này để nói lên lời cảm ơn và tâm tình của con trong ngày nhận sứ vụ mới hôm nay. Trước hết, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã yêu thương chọn gọi con trong thiên chức linh mục. Con xin chia Đức Cha Chánh Doan, giáo mục giáo phận đã yêu thương tín nhiệm con, sao con đến nhiệm sở mới là giáo xứ Bảo Quang thân yêu này. Kính thưa Cha Đa Minh, quản hạt Gia Kiệm, nguyên quản hạt Xuân Lộc, nguyên quản nhiệm giáo xứ Bảo Quang, con xin hết lòng cảm ơn Cha cách đặc biệt với những gì giáo xứ Bảo Quang có hôm nay: tinh thần, đời sống, đạo đức, nề nếp giáo xứ, cơ sở vật chất, tất cả đều là những thành quả của những hy sinh, những công khó với lòng quảng đại mà Cha đã hết lòng dành cho giáo xứ Bảo Quang chúng con. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Cha đã non liệu để từ một giáo họ Vinh Sơn trở thành một giáo xứ Bảo Quang như ngày hôm nay. Và chính ngày hôm nay, con là người được thừa kế những thành quả đó. Và đặc biệt hôm nay, Cha còn thay mặt Đức Giám mục Giáo phận chủ sự nghi thức nhận sứ của con. Con biết ơn Cha, kính xin Cha tiếp tục yêu thương, cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới. Cũng xin Cha thương và nhớ đến cộng đoàn Bảo Quang nhỏ bé này. Kính thưa Cha quản hạt Biên Hà, nguyên quản hạt Gia Kiệm và quý cha trong giáo hạt Gia Kiệm. Những năm tháng qua có được sinh hoạt tại giáo hạt, được quý cha yêu thương nâng đỡ. Hôm nay Cha quản hạt và quý cha còn hiện diện với con trong ngày con nhận sứ vụ mới. Xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Tâm tình quý mến, con xin được gửi đến cha cố Giuse, chánh sứ Thái Hòa, cũng là nghĩa phụ của con. Cha là một người cha, người thầy rất đáng kính của con. Cha đã lo lắng, chỉ dạy con ngay từ những ngày đầu chập chững cho ơn gọi, và hôm nay cũng hiện diện với con trong ngày đặc biệt này. Con hết lòng tri ân cha bố, xin bố tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con. Trọng kính cha cố An Tôn, chánh sứ Gia Yên. Hơn 4 năm con được sống và phục vụ giáo xứ với cha cố là quãng thời thật quý báu với con. Cha cố đã yêu thương chỉ bảo con mọi công việc mục vụ, giúp con vững vàng hơn trong công việc mỗi ngày. Và hôm nay, cha cố đã đưa con đến nhiệm sở mới với tất cả tình thương mến dành cho con. Kính xin cha cố tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ mới. Con xin chân thành cảm ơn cha cố An Tôn. Con cũng xin cảm ơn đến quý cha hiện diện nơi đây, quý cha đồng lớp, quý cha Liên Tông huyết tộc, quý tu sĩ nam nữ, anh em chúng sinh đã thương cầu nguyện và đến chia sẻ niềm vui với con trong ngày nhận sứ hôm nay. Con chân thành cảm ơn giáo xứ Dây Yên, quý chức ban hành giáo quý gì Minh Thanh Giáo Gò Gấp, quý gì Minh Thanh Giáo Kiết Tâm, quý chức ban hành giáo và mọi người trong giáo xứ Gia Yên đã đồng hành với con trong suốt thời gian qua, và hôm nay cũng đã đến đây để cầu nguyện chia sẻ niềm vui cho ngày con nhận sứ vụ mới. Xin các ghi mãi những kỷ niệm đẹp và những tâm tình sâu đậm chúng ta cầu nguyện cho nhau và luôn đồng hành với nhau trong lời cầu nguyện. Với đại gia đình thân thương, con cảm ơn mẹ và anh chị em trong gia đình cùng với quý ông bà, các bác, cậu ngộ, chú thí và mọi người thân cho mọi biến cố vô buồn của con. Luôn có mẹ, anh chị em trong gia đình và mọi người thân thuộc. Hôm nay cũng vậy,
ngày con nhận sứ vụ mới nơi đây, mẹ và mọi người đã đến để cầu nguyện và động viên con. Con xin hết lòng tri ân. Tất nhiên là với cha Giuse, bề trên tư hộ thờ sai mẹ Thiên Chúa là cha của con. Anh luôn quan tâm, lo lắng, sắp xếp, hướng dẫn, đồng hành với em trong suốt dòng dài ơn gọi của em. Em xin hết lòng cảm ơn và xin tiếp tục cầu nguyện đồng hành với em trong sứ vụ mới. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai, thành phố Long Khánh, xã Bảo Quang đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc chuyển sứ và nhập chức thánh sứ hôm nay thật tốt đẹp. Kính chúc quý vị thêm nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Trong giây phút này, con xin được ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bảo Quang thân yêu. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà, quý chức bà giáo thường vụ và tất cả quý ông bà anh chị em trong Giáo xứ Bảo Quang thân mến. Hôm nay, con được về với Giáo xứ Bảo Quang như là một cái duyên gia nhập gia đình Giáo xứ Bảo Quang như một thành viên, được đệ về đây sống như là một thành viên trong gia đình với quý cố, quý chức và quý ông bà anh chị em là một hồng ân Chúa ban. Chúa đã cho chúng ta cùng nhau ở đây để sống đức tin, cùng nhau duy trì xây dựng và làm phát triển hơn nữa với điểm khởi đầu một giáo xứ non trẻ. Sau khi con nhận sứ vụ từ Đức Cha Chánh Doan có nói với con: tôi sai cha về giáo xứ Bảo Quang và cha về đây cố gắng cùng với cộng đoàn trở thành cộng đoàn đức tin mạnh mẽ, làm gương sáng cho anh chị em lưu dân. Đức cha mong muốn biến giáo xứ chúng ta trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Con cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ vì hoàn cảnh mà hôm nay không thể hiện diện được. Xin Chúa giữ gìn và chúc lành cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta. Và sau cùng, bữa nữa con xin được chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để trong sứ vụ mới này con chu toàn được những gì mà Chúa qua Đức Cha Giáo Phận đã trao phó cho con. Con xin hết lời. Giờ chầu thánh thể tạ ơn. Giờ đây chúng ta cùng hiệp với cha tân chánh xứ Giuse để tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta cùng chúc tụng và tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo xứ Bảo Quang cho mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Chúa Giêsu thánh thể luôn là trung tâm mà mọi hoạt động của giáo hội phải hướng về, là nguồn mạch tuôn trào sự sống dưỡng nuôi đoàn dân. Xin Chúa Giêsu thánh thể rộng tay chúc lành và tuân đổ muôn ơn xác hồn trên cha tân chánh xứ Giuse và mọi người trong giáo xứ Bảo Quang, để những gì Chúa đã khởi sự cho chúng ta hôm nay sẽ được chính người hoàn tất tốt đẹp. Kính mời cộng đoàn đứng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang quy tụ nơi đây để lắng nghe lời Chúa dạy. Xin cho con biết lắng nghe. Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe. Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên. Trả lời vừa khi con nghe Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đoàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đoàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đoàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về, chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là một ngày đặc biệt, một dấu ấn đặc biệt cho giáo xứ Bảo Quang và cho riêng bản thân con. Chúng con cảm nhận rõ chương trình tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Qua quý đức cha giáo phận, quý cha tiền nhiệm, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và mọi người thân thương xa gần, Chúa đã và đang thể hiện chương trình tình yêu của Chúa một cách cụ thể cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cho ngày đặc biệt này, chúng con ghi nhớ công ơn của mọi người. Xin Chúa chúc lành và đổi trả ơn cho quý cha giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và mọi người thương xa gần. Con đặc biệt đến quý cha tìm nhiệm và mọi người đã có công xây dựng giáo xứ Bảo Quang thân yêu này. Xin Chúa tàn và ban muôn ơn cho người còn sống cũng như đã qua đời. Con cũng như đến quý ông bà cao niên, những người đang gặp khổ đau bệnh tật trong giáo xứ. Xin Chúa thương gìn giữ và ban ơn bình an cho quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Xin cho chúng con luôn biết quan tâm giáo dục để mỗi ngày con cái của chúng con được lớn lên trong đức tin, ơn phúc khôn ngoan và nhân đức. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, riêng với con, hôm nay
Đức Cha giáo phận sai con về đây. Ngày hôm nay con chính thức nhận nhiệm vụ tại giáo xứ Bảo Quang này. Trong vai trò chủ chăn của giáo xứ, con xác tín rằng người chủ chăn đích thực của giáo xứ vẫn luôn là chính Chúa Mục Tử Nhân Lành. Xin Chúa Giêsu, vì Mục Tử Nhân Lành thương dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ Bảo Quang chúng con, nguyện xin Chúa hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa nơi giáo xứ này. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho giáo xứ chúng con, để chúng con một thành phần dân Chúa cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng tràn ngập tình yêu thương, lòng thương xót, trong tình bác ái huynh đệ, để tất cả làm sáng danh Chúa và chỉ vì danh Chúa mà thôi. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương dân người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hội thánh hiền thế của Đức Kitô có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để hội thánh luôn được xây dựng và phát triển trong hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương che chở và ban muôn hồng ân cho Đức Thánh Cha và các đức giám mục giáo phận chúng ta, để các ngài luôn khôn ngoan hướng dẫn đoàn chiên theo thánh ý Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha tân chánh sư giáo xứ chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa trao phó. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ Bảo Quang chúng ta dưới sự dẫn dắt của cha Giuse tân chánh sư luôn sống hiệp nhất và yêu thương, cùng nhau tin tới sự trọn lành để trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin Chúa thương nhậm lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho giáo xứ chúng con tràn đầy các ân huệ mà chúng con hằng tin tưởng nài van. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn quỳ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện
để rộng lòng nhân từ xin giúp giáo hoàng Francisco Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc và hộ thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đặt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa đã đấng hằng sông và hiền trị muôn đời. Kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây chúng ta ngước nhìn lên Mẹ Maria, thành khẩn dâng cha tân chánh xứ và giáo xứ lên Mẹ. Xin Mẹ thương hiệp nhất chúng ta nên một, để dân Chúa và chủ chăn luôn yêu thương xây dựng giáo xứ thành một gia đình của Thiên Chúa.